Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món tráng miệng của Pháp. Nó rất là nổi tiếng. Món đó là món y le flotante. Món này dịch sang tiếng Việt đó là món đảo nổi. Món này tráng miệng ăn rất là ngon và rất là mát, ăn rất thích hợp vào mùa hè. Sau đây chúng ta chuẩn bị nguyên liệu cùng với Bích Huệ nhé. Xong chúng ta bắt đầu làm nhé. Đầu tiên chúng ta đập trứng. Chúng ta tách lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng ra hai phần riêng biệt. Sau đó chúng ta quay ra đun sữa nhé. Đun sữa thì chúng ta đun nhỏ lửa thôi nhé. Đun cho nó nóng già và đun nhỏ lửa. Trong thời gian đợi sữa sôi thì chúng ta quay ra đánh lòng trắng trứng. Chúng ta cho lòng trắng trứng và chúng ta chỉ cho một chút đường thôi nhé. Tí đường. Đấy. Làm sao cho nó nổi là nó trắng mà nó nổi không nên. Cứ đánh như khi nào nó nổi lên là được. Các bạn đánh mạnh và đánh cho nó bông lên để tạo cái tí để cho nó nổi nhé. Thế chúng ta đánh bao giờ trứng lòng trắng trứng nó nổi lên này được nhé, đứng này được nhá. Thì sau đó chúng ta mới cho vào nồi sữa, chúng ta trần cho nó chín nhé. Để cho sữa nóng đã, sữa sôi lăn tăn đã thì chúng ta cho vào trần. Không được sôi to mà chúng ta chỉ đun sữa sôi lăn tăn thôi nhé. Khi sữa nóng thì các bạn múc cái lòng trắng trứng này vào cái thìa. Các bạn làm sao cho nó đẹp. Đó. Làm sao cho cái trứng này nó đẹp. Tiếp tục các bạn cứ thế mà làm. Các bạn ăn bao nhiêu người thì các bạn cứ làm. Đấy, các bạn cứ lấy hai cái thìa các bạn đảo thả vào đây. Đó. Cho đến khi nào nó chín là được. Đó. Các bạn nhớ lấy một cái khăn nhé, vớt ra đấy để nó không ướt. Rồi chúng ta nạo vỏ cam vào nồi sữa nhé. Chúng ta đun nhé, đun rất là nhỏ lửa thôi để nó không bị hỏng sữa và nó sẽ tiết cái tinh dầu của cái vỏ cam ở đây để lấy mùi thơm nhé. Rồi chúng ta cho đường vào lòng đỏ trứng và đánh cho tan ra nhé. Sau đó chúng ta đánh lên, đánh cho nó tan đi. Đánh cho đường với cả trứng nó tan. Rồi chúng ta đổ sữa vào lọc bỏ vỏ cam. Và chúng ta lọc bỏ những cái bỏ vỏ cam đi nhé. Đánh cho trứng với đường nó tan ra. Đó. Tan ra rồi chúng ta cho kem tươi nhé. Kem tươi. Sau khi hòa xong chúng ta đổ trở lại nồi, chúng ta đun nhỏ lửa nhé. Đấy, vẫn chảy thế là chưa được nhé. Bao giờ mà nó đứng nó không chảy thì các bạn mới là nó mới là kem được nhé. Mà đun cái này ấy, các bạn đun hết sức là nhỏ lửa. Chứ nếu mà đun to lửa mà cái nó sôi cái là hỏng hết luôn. Chúng ta đun cái này không thể sốt ruột được nhá. Chúng ta phải đun rất là từ từ và nhỏ lửa. Đấy, chúng ta đun rất là lâu, nó khoảng 20-25 phút. Nhưng mà chúng ta đun gần được thì chúng ta phải tử liên tục nhé. Tử đây. Đấy, là đúng kia. Thì là các bạn sẽ thấy được. Đây này, nó vẫn còn đang chảy chưa được nhá. Đấy. Đấy, đầu kia thế, nó không chảy ra ăn ra, là chín nhá, là kem chín. Đây. Khi kem chín thì chúng ta cho vào tủ lạnh mát nhá. Vì cái món tráng miệng này là món ăn lạnh, thế cho nên là phải để vào tủ mát cho nó ngon. Khi ăn chúng ta trình bày ra đĩa và đổ calamen lên trên.
chúng ta cho ít đường caramel nhé. Chúng ta chỉ có thể láng như này thôi, chúng ta mà không được lấy đũa thì khoáng đâu, nếu lấy đũa thì khoáng là nó sẽ hỏng, nó sẽ hoán đường lại. Đấy, caramel bắt đầu ngả một cánh rán rồi đây nha các bạn, nhìn này, chúng ta chỉ láng như thế thôi, nếu các bạn mà cho thìa mà hỏng luôn rồi. Đấy, một cánh rán khói màu vàng là đường, một cánh rán là đường. Có một cái lớp đường caramel rất là ngon đấy, giòn. Đây các bạn nhìn, nó rất ngọt, thơm, mát, của rất là ngọt mát, rất là ngon luôn. Ăn vào mùa hè thì rất là tốt. Đây là món tráng miệng nổi tiếng của Pháp, đó là quần đảo nổi, tiếng Pháp là Île Flottante. Món ăn này rất là ngon, mình đã hướng dẫn các bạn xong. Các bạn xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.